nay tôi đang đứng ở khu đô thị Mỹ Gia ở thành phố Nha Trang. Đây là một loạt nhà mẫu, nó thuộc về dự án Capella. Capella là dự án nhà mẫu được xây dựng ở một cái khu đô thị khép kín. Đây là một một gói trong tổng thể 8 gói ở Nha Trang. Đây là một trong những mô hình gói ở thành phố Nha Trang. Và hôm nay cô giới thiệu về dự án này, tôi thấy là cái mô hình của mình này ở thành phố Hồ Chí Minh và ở Hà Nội nó rất nhiều, nhưng mà ở Nha Trang mình lại không có nhiều cái mẫu như thế này, không có nhiều cái mẫu. Giá bán của một căn này nó dao động từ khoảng 4 tới 5 tỷ đồng một mô. Đối với những cái mẫu nhà như thế này thì tôi thấy là chủ đầu tư họ rất là chỉnh chu. Hồi nãy tôi có vào tham quan, tôi thấy là sự chỉnh chu và bài bản của họ dành cho khách hàng, nó đúng với nhu cầu của khách hàng thực tế của mình luôn. Thay vì khách hàng một lô đất ở đây nó giá dao động khoảng 2 tỷ mấy cộng cái phần xây dựng thì nó còn rất khoảng 4 tỷ mấy trong mới 5 tỷ, thì so với số tiền đó mình đầu tư vào cái dự án Capella này được với một cách bài bản và được dự án thì đang được tiến hành. Đây là một số nhà mẫu mà chủ đầu tư họ để xây cho khách hàng tham quan. Còn dự án thì nó đang ở bên kia, đã đang ở bên kia. Rất ít là thôi, rất ít khi mà chia sẻ về những cái dự án này, nhưng mà bởi vì mình thấy là đối với thành phố Nha Trang thì những cái kiểu của dự án này nó rất là mới lạ và nó cũng rất là được sự quan tâm của khách hàng, đặc biệt là những khách hàng kiều bào, họ mong muốn về đây ở những khu thị khép kín, không có xô bồ, không có phức tạp gì cả. Đây là dự án tôi đang đứng trong nhà mẫu của khu đô thị Mỹ Gia. Dự án này gọi là dự án Capella, thì đây là một trong những cái ngôi nhà một loạt cái ngôi nhà được hình thành. Thì đây là một trong những ngôi nhà mà được thiết kế theo phong cách châu Âu và mang một chút của Địa Trung Hải. Tại sao hôm nay tôi lại giới thiệu cho các anh chị để tham quan được cái mô hình này? Bởi vì cái mô hình này nó đã xuất hiện và hình thành rất là nhiều ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, nhưng mà cái mô hình này, nhà này thì nó chưa có ở thành phố Nha Trang. Thì đây là một trong những mô hình kiểu mẫu là rất đáng được khách hàng quan tâm. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu cho anh chị một chút về mô hình nhà này, tại sao là mình phải nên chọn dự án Capella. Nếu như mà mình mong muốn ở trong một khu đô thị khép kín, được bảo vệ an toàn, được chăm sóc tốt, thì đây là một trong những nơi xứng đáng được anh chị lựa chọn. Đây là tất cả các nhà này đều sử dụng công nghệ 4.0 như các anh chị, đơn giản là cái rèm mà anh chị thấy không, khôi đưa tay không kéo gì nó sẽ tự động đóng lại, và khi mình cần mình mở ra thì nó sẽ tự động, nó sẽ kéo ra lại, nó sẽ chạy tự động, tất cả đều là tự động như các anh chị. Đây, chúng ta nhìn vào cái lối thiết kế của ngôi nhà này thì chúng ta cũng sẽ thấy được cái sự chỉnh chu và tận tâm của chủ đầu tư đối với khách hàng. Nó thể hiện được sự chỉnh chu của chủ đầu tư. Đây, cô xin mời anh chị tham quan nhà bếp của mình. Đây là nhà bếp của mình. Đây là lối thiết kế rất là hiện đại. Ở Nha Trang mình thì những cái ngôi nhà mà được thiết kế như vậy thì rất là hiếm, đa số là ở trong những cái dự án như Mỹ Gia này thì đa số khách hàng họ mua rồi họ tự xây dựng theo cách của mình. Thì chủ đầu tư để đáp ứng nguyện vọng khách hàng thì họ thấy nhu cầu mà xây dựng như kiểu này thì nó rất là ít, nên họ xây dựng kiểu này đáp ứng đúng nhu cầu. Là cái giá thành ở đây một căn như thế này thì nó dao động từ khoảng cỡ 4 tỷ tới 5 tỷ. Nếu mà là đô của mình ra thì nó hết khoảng 20.000 nữa, còn cỡ là 22.000. Nó rất phù hợp với lại những khách hàng kiều bào ở đây sống cũng rất là ok. Xin mời anh chị lên tham quan. Cô đang đi lên phòng 1 thôi. Rất là sang trọng chị ạ. Mình ở Nha Trang cũng lâu rồi, nhưng mà đối với những cái nhà thiết kế nhà thì mình thấy là chưa thấy nhiều.
thấy được là sự tận tâm của chủ đầu tư đối với khách hàng. Và đây là phòng khách, đây là phòng khách, còn đây là phòng ngủ. Nếu một cái đình mình khoảng cỡ 5-7 người thì đây ở thì rất là thoải mái. Khu này không khí trong lành. Từ Capella mình ra trung tâm thành phố Nha Trang thì nó mất khoảng cỡ 3 cây. Nó nằm trên mặt đường Võ Nguyên Giáp. Xin mời chị tham quan. Phía trước chúng ta có một cái sân bóng. Đây là một trong những cái nhà mẫu mà được chủ tư hoạch xây dựng 4 năm căn. Thì đây là mặt trước là sân bóng và đây là con đường Võ Nguyên Giáp, đây là con đường huyết mạch, con đường kia là chạy lên Đà Lạt, đây là con đường kết nối giao thông giao thương của toàn tỉnh Khánh Hòa. Cứ mời chị lên tham quan tầng trên luôn. Cũng rất đáng để mình quan tâm đúng không ạ? Đây là phòng làm việc, đây là phòng làm việc của mình. Đây là phòng làm việc của mình, rất là chỉnh chu, rất là thiết kế rất là ngọn, nhỏ gọn, rất là phù hợp đối với ông bố làm việc ở đây. Đây là buồng mặt hướng chờ phòng ngủ cuối cùng. Đây là ban công. Anh chị có thể có nhiều sự lựa chọn hơn khi mà mình muốn đầu tư vào bất động sản Nha Trang, thì có thêm nhiều sự lựa chọn và anh chị có thể nhìn thấy được toàn bộ cảnh của thị trường thành phố Nha Trang. Một căn như thế này có thể nói lại những chị lại dao động khoảng 4-5 tỷ, nên lớp vào khoảng 20.000 cho tới 22.000 đô một căn như thế này, cũng là một sự lựa chọn tốt. Với kinh nghiệm của Khôi thì không nghĩ là đây, nếu mà anh chị mong muốn về Nha Trang mà để định cư hay để có một sự lựa chọn không phải mất nhiều thời gian của mình là phải xây nhà, thì Capella là một trong những cái dự án mình nên quan tâm. Thì tất cả các thông tin về dự án này anh chị có thể đăng ký kênh của Khôi để có thể được cập nhật nhiều hơn ạ. Xin cảm ơn.